trở sang một thông tin liên quan tới tình hình thời tiết. Thưa quý vị, bơi trên đường phố, tát nước trong nhà đang là hình ảnh quen thuộc mà người dân miền Bắc gặp phải trong những ngày này. Dẫu vậy theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục tiếp diễn trong những ngày tới, không chỉ tại miền Bắc mà còn ở cả miền Nam. Cụ thể, vào ngày hôm nay 31 tháng 5, các tỉnh miền Bắc vẫn sẽ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 40-80mm, có nơi trên 100mm. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mưa rông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2 tháng 6. Thời gian mưa rông tập trung vào chiều và tối. Bên cạnh đó, các chuyên gia cảnh báo trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chú ý vì nguy cơ rất cao sẽ ngập úng tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên có lũ quét sạt lở đất.